Có nên khởi sự kinh doanh thời trang tại Việt Nam hiện tại không? Đây là một câu hỏi mà quả thực là rất là khó để mà trả lời cho các bạn. Đối với quan điểm của Su nhé, thì luôn luôn là mình có những cái thị trường, luôn luôn là mình có những ngách để mình có thể nhảy vào bất kỳ một cái ngành nghề nào, không chỉ là ngành thời trang. Nhưng mà phải nói thật, trong cái thời đại kinh tế thị trường hiện nay thì thời trang, rồi cà phê, rồi nhà hàng là một trong một số những cái ngành mà thị trường nó rất là đỏ rồi, có nghĩa là sự cạnh tranh nó rất là cao rồi. Và dù biết thì đối với các bạn nữ mà yêu thích cái đẹp, yêu thích thời trang ấy, thì luôn luôn là các bạn có một giấc mơ, đó là mình có thể sở hữu một thương hiệu thời trang, mình có thể biết thiết kế thời trang hoặc là mình bán về thời trang. Bởi vì đó là cái mà từ nhỏ là gần như cô gái nào cũng sẽ thích cái đấy, làm gì có phụ nữ nào không thích cái đẹp, đúng không? Và Su cũng đã quen và Su biết được rất là nhiều bạn trong cái tâm thế như vậy. Tuy nhiên, trước khi các bạn bắt tay vào một ngành nghề nào đấy, nó sẽ luôn luôn có những cái khó khăn, và các bạn sẽ phải hiểu được khó khăn đấy là những cái gì để các bạn bắt đầu. Thế nên là trong video ngày hôm nay thì Su muốn chia sẻ với mọi người về thị trường kinh doanh thời trang của Việt Nam hiện tại có những ai, và nếu như mà bạn nhảy vào thị trường này, bạn bắt đầu trở thành một người làm trong ngành thời trang, bắt đầu với kinh doanh thương mại, và những cái sản phẩm của bạn là quần áo, là thời trang, thì bạn cần phải biết là ai sẽ là đối thủ của bạn. Thế nên là không nói nhiều nữa, Su sẽ bắt đầu luôn bằng một cái slide. Mọi người có thể nhìn thấy cái slide ở ngay trên màn hình hiện tại đây. Thì đây là một số những cái đối thủ mà bạn sẽ phải gặp phải khi mà bạn bắt chân, bắt tay vào thị trường này. Bạn bây giờ, nếu như bạn nhảy vào, bạn chỉ là một cái hạt cát rất là nhỏ trong cái sa mạc này thôi. Và nhìn cái bản đồ này, Su khái lược lại cho mọi người thì mọi người cũng thấy là có rất là nhiều đấy. Nhưng để kể ra là cụ thể từng brand ở trong cái nhóm nào, có những cái nhà bán hàng nào, thì nó là một con số khổng lồ. Và quả thực bạn chỉ là một hạt cát trong sa mạc, hoặc là một giọt nước ở ngoài đại dương thôi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng một cái nhóm một và phân tích. Su muốn để mọi người hiểu là nếu như bây giờ bắt đầu vào cái thị trường này đây, thì ai sẽ là đối thủ của bạn, và nếu như bạn có một khách hàng thì khách hàng đó sẽ có thể đi đến những đâu để mua sản phẩm. Bởi vì kể cả từ bản thân bạn ra thì bạn cũng sẽ biết là bạn sẽ không chỉ mua quần áo hoặc là mua mỹ phẩm của đúng một cái nhãn hàng duy nhất, mà bạn sẽ mua của rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau. Thế nên là phải đi xem khách hàng của mình sẽ mua hàng ở những đâu trước, đúng không? Đối thủ đầu tiên mà Su muốn nói đến với mọi người đó là những nhãn hàng thời trang nước ngoài. Cách đây khoảng 7-8 năm ấy, thì việc là mình mua sắm một cái sản phẩm của Zara hay là của Uniqlo khá là khó khăn, bởi vì khi ấy những cái thương hiệu này họ chỉ có ở nước ngoài thôi, đúng không? Và khi mà mình đi du lịch đâu đấy, kiểu như là Thái Lan này, Singapore hay là Trung Quốc, Đài Loan gì đấy, thì cũng được rất là nhiều người nhờ mua những cái sản phẩm đấy. Nhưng mà chỉ cách đây khoảng 5 năm thôi thì không còn cái trường hợp đấy xảy ra nữa, bởi vì Zara, Uniqlo có mặt tại Việt Nam, và đến hiện tại nhá, thì Zara và Uniqlo họ gần như xuất hiện ở rất là nhiều những cái trung tâm thương mại ở các cái thành phố lớn như là Hà Nội hay Sài Gòn. Thì mọi người thấy là cái việc mua sắm nó cũng đã dễ hơn rất là nhiều rồi. Chỉ đấy chỉ là một cái ví dụ về hai cái nhãn hàng mà Su thấy nha, nhiều người Việt Nam biết, nhưng mà còn rất là nhiều những nhãn hàng khác mà có thể kể đến, ví dụ như là những cái nhãn hàng về đồ thể thao, đồ streetwear như là MLB này, Nike, Adidas, vân vân. Ngày xưa thì không có nhiều, nhưng mà bây giờ thì nó gần như phủ sóng ở hầu khắp tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam. Tất cả những tỉnh thành nào có các trung tâm thương mại thì đều xuất hiện bóng dáng của những thương hiệu này ở đó. Liệt kê ra thì rất là nhiều và không thể kể hết được, nhưng để cho mọi người thấy là các nhãn hàng thời trang ở nước ngoài họ đã có mặt tại Việt Nam, và họ cũng đã có được một cái thị trường, chiếm lĩnh được một cái thị trường lớn. Và hầu như rất là nhiều những cái nhãn hàng này, kể cả luxury hay là bình dân, thì được thâu tóm bởi rất là nhiều những cái công ty về thời trang. Ví dụ như là cái tập đoàn Maison Group thì họ sở hữu ở trong họ rất là nhiều những cái thương hiệu thời trang. Đây có thể kể đến cho mọi người, ví dụ như là Maison thì sở hữu Converse này, Discreet này, Wiccan, Marc & Co, Pinko, Pedro, Clark & Kidd, Mahenji, rồi vân vân.
ở riêng ở trong một cái công ty đó họ đã sở hữu rất là nhiều cái thương hiệu thời trang khác nhau về thời trang nước ngoài, và họ đưa vào, họ phân phối trong các cái trung tâm thương mại rất là rộng rãi. Tiếp theo phải kể đến đó là những công ty thời trang trong nước. Ngày xưa thì cách đây khoảng 10 năm ấy, thì cái việc là bán hàng thời trang tại Việt Nam Su cảm thấy là nó cũng khá là nhỏ lẻ. Là mỗi một cái nhà, một cái tiệm, một cái shop thì họ sẽ nhập hàng về họ bán. Rồi đâu đấy họ cảm thấy bán được thì họ sẽ tự sản xuất nhưng vẫn chỉ ở quy mô nhỏ. Nhưng mà sau đấy thì khi mà họ có cái doanh số tốt, họ bắt đầu phát triển được công ty của mình, thì họ trở nên thành những cái công ty lớn mạnh mà họ có những cái hệ thống chuỗi cửa hàng rất là lớn. Trong đấy có cả những cái tập đoàn, những cái công ty lớn về may mặc. Như mọi người biết thì Việt Nam mình cũng là một trong những cái thị trường về xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới. Lý do là chúng ta có nhân công rẻ, chúng ta có đất đai, có nhà máy, có người để sản xuất ra những cái sản phẩm như vậy. Và những cái công ty tập đoàn đó khi mà họ sản xuất, xuất khẩu ra nước ngoài, làm những cái đơn đặt hàng của các hãng nước ngoài rồi ấy, thì họ cũng nhận ra là chúng ta có một cái thị trường mà, tại sao chúng ta không tự đánh vào thị trường của chính đất nước mình. Thì đấy là lý do mà rất là nhiều những cái nhãn hàng, những cái công ty mà họ đã phát triển như vậy. Sư lấy ví dụ như là Ivy Moda nhé. Ivy Moda chắc là một nhãn hàng thời trang nữ mà mọi người cũng đã khá là quen thuộc rồi, xuất hiện ở rất là nhiều những cái tỉnh thành trên cả nước. Và ở đây thì Su có thể show cho mọi người một cái slide để mọi người nhìn thấy là từ năm 2014 ấy, thì họ bắt đầu thay đổi cái xu hướng về hoạt động trong tổ chức, trong công ty của họ. Và họ có thiết lập nhà máy thuộc top 3 Đông Nam Á vào năm 2017. Cho đến năm 2021 thì họ đạt 80 cửa hàng trên toàn quốc. Và đến 2022 thì họ bắt đầu ra mắt một cái thương hiệu đồ nam mới. Nhân lịch sử của những cái công ty này, họ có một cái tiềm lực rất lớn về con người, về kinh tế, nên là họ có thể thâu tóm được thị trường một cách rất là nhanh chóng. Không chỉ có mỗi Ivy Moda mà mọi người nhìn thấy ở đây thì cũng sẽ thấy là những cái công ty ví dụ như Alice này, Pantio này, Gumac này, hay là Jody, thì cũng là những cái công ty mà họ có cái tiềm lực lớn để họ bắt đầu là họ chiếm lĩnh một cái lượng thị trường. Tiếp đến là thị trường hàng nhập, hàng order. Thì hàng nhập và hàng order này thì có thể là từ rất là nhiều những cái thị trường nước ngoài khác nhau, mà của những cái công ty mà không có phân phối tại Việt Nam này. Ví dụ như tại hàng nhập hàng rồi order hàng ở Trung Quốc này, Taobao này, rồi nhập hàng ở Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thì có rất là nhiều những cái nhà bán hàng họ đi vào cái ngách đó. Họ tìm ra những cái thương hiệu mà chưa có mặt tại Việt Nam, họ bán hàng theo kiểu là nhập những cái sản phẩm đó về, hoặc là nhận order những cái sản phẩm đó. Thì cũng có rất là nhiều những khách hàng họ thích cái sự độc lạ đó, họ thích cái style đó mà họ không tìm được ở Việt Nam, thì họ sẽ tìm đến những cái người mà bán hàng nhập rồi hàng order này. Tiếp theo là thị trường hàng xưởng. Xưởng ở đây là những cái xưởng ở Việt Nam, những cái xưởng may mặc, không phải là một cái thuộc một tập đoàn quá lớn, và họ là một cái xưởng mà tự mở ra thôi. Và chủ xưởng họ hoàn toàn có thể là thấy một cái sản phẩm nào đó đang hot trên thị trường thì họ may cái sản phẩm đó và họ tung bán ra. Ngày xưa thì khi mà mình tạo ra sản phẩm ấy, thì sẽ phải thông qua đại lý này, rồi sẽ phải bán cho những cái người bán hàng lẻ khác nhau, mình bán buôn cho người bán hàng lẻ để mà mình đưa cái sản phẩm ra thị trường. Nhưng mà khi mà thương mại điện tử phát triển thì hiện tại rất là nhiều xưởng họ tạo ra sản phẩm và họ bán trực tiếp. Họ bán trực tiếp từ nhà bán hàng cho đến khách hàng, hay còn gọi là B2C đấy, Business to Customer. Thì mọi người thấy là nó rút ngắn rất là nhanh cái việc là mua hàng, và người ta có thể mua hàng tận gốc. Đấy cũng là một cái đối thủ rất là lớn mà các bạn phải suy nghĩ đến khi mà các bạn làm kinh doanh thời trang hoặc là thời trang thiết kế nhé. Bởi vì hàng xưởng này thực tế họ cũng là những người thứ nhất là có gọi là gia truyền, họ có xưởng may từ đời này qua đời khác, có thể là bố mẹ truyền cho. Và những cái người mà đang đứng xưởng hiện tại có thể họ cũng được ăn học một cách tử tế, họ được học về thời trang và họ có cái tiềm lực đấy. Nhưng mà họ lựa chọn cái con đường là mình copy những cái sản phẩm nhanh ở trên thị trường và họ đưa ra. Hoặc là thậm chí họ cũng có thể có những cái line sản phẩm riêng cho cái việc thiết kế của họ và họ bán ra thị trường. Tiếp theo là đến thị trường hội nhóm trao đổi. Hội nhóm trao đổi cũng là một nơi mua bán rất là sôi động khi mà hiện tại chúng ta đang rất là dư thừa những cái sản phẩm về thời trang. Trong tủ đồ của ai cũng kiểu ngồn ngộn lên rất rất là nhiều đồ.
Và cũng người mới ta, khi mà mình trao đổi cho người khác thì họ mua được với cái giá rẻ hơn, và mình cũng có thể thanh lý được những cái sản phẩm trong tủ đồ của mình để mình mua lại những cái sản phẩm khác. Nếu như mà mình không gia nhập vào mấy hội nhóm đấy thì mình không biết, nhưng mà khi gia nhập rồi thì mọi người sẽ thấy là cái sự trao đổi mua bán ở trong đấy rất là sôi động. Và khi mà người ta đã trao đổi được như thế rồi, người ta cũng có những cái món đồ giá rẻ hơn nhưng mà vẫn rất là mới để người ta phục vụ cho việc là mặc đi diện một vài lần thôi, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc là bạn kinh doanh những cái sản phẩm mới toanh, mới mà chưa một ai sử dụng, chưa một ai mặc. Gần giống như những cái hội nhóm trao đổi, nhưng ở đây là những cái hai nhà bán hàng riêng biệt với mặt hàng, đó là hàng vintage, những cái hàng là đã được qua sử dụng rồi. Việc bán hàng vintage này, hàng second hand này thì cũng đã xuất hiện ở thị trường Việt Nam lâu lắm rồi, nhưng ngày xưa nó theo kiểu là chúng ta mở kiện hàng ra. Các bạn mà biết đến cái chợ Đông Tác ở Hà Nội ấy, là một nơi chuyên bán đồ si, đồ second hand ấy, thì các bạn sẽ biết là họ nhập những cái đồ đã được qua sử dụng ở những thị trường khác về, hoặc là ở những cái nguồn mà họ có cái hàng đấy về, họ mở kiện ra và họ chọn ra được cái sản phẩm nào đẹp là bắt đầu treo lên để bán. Thế nhưng mà thị trường đồ vintage, đồ second hand bây giờ nó còn phát triển hơn nữa, đó là thay vì những cái món đồ cũ trong tủ đó thì họ còn bán cả những cái món đồ luxury mà đã được qua sử dụng rồi. Và những cái món đồ này, cái giá trị sử dụng của nó vẫn còn rất là tốt, rất là mới. Và nhiều người khi mà người ta không có tài chính để mà mua một cái sản phẩm mới toanh từ trong cửa hàng, trong store ra, thì họ lựa chọn cái việc là mình mua hàng vintage như này rất là nhiều đó. Rồi là một cái đối thủ cạnh tranh rất là lớn nữa của các bạn, đó là sàn thương mại điện tử. Thì tất cả những cái nhãn hàng ở đó, nào là nhãn hàng nước ngoài, nhãn hàng trong nước, công ty may mặc, hàng xưởng, hàng vintage, tất vân vân mà Su vừa kể với mọi người ở trên ấy, thì họ cũng đã đều lên sàn thương mại điện tử rồi. Đó là một cái nơi để họ buôn bán. Nhưng sàn thương mại điện tử ở đây Su muốn nói đến với mọi người, đó là những nhà bán hàng nước ngoài bán trực tiếp sang Việt Nam. Vừa nãy thì nói đến cái chuyện là xưởng bán trực tiếp ra cho người tiêu dùng, còn bây giờ là xưởng từ nước ngoài bán trực tiếp tới người tiêu dùng ở Việt Nam. Ví dụ như là các bạn đặt hàng ở trên Shopee bây giờ, những cái shop nước ngoài, chỉ trong vòng 5 ngày, 7 ngày là những cái sản phẩm đấy đã đến tay bạn rồi. Nó rất là nhanh, và thậm chí nó còn nhanh hơn nữa cơ. Có khi là 3 ngày đã được ship đến tay rồi. Và những cái món hàng đấy thì nó rất là trendy, nó rất là mới mẻ, và giá thì nó rất là rẻ nữa. Thế nên là cái sự cạnh tranh nó càng ngày càng lớn. Thậm chí là có những cái nhà bán hàng Trung Quốc họ còn đặt cái kho tại Việt Nam rồi, trong Bình Dương hoặc là ở Bắc Ninh đó, họ có kho ở đấy rồi, trữ sẵn sản phẩm ở đấy, và chỉ cần bạn ấn nút order thôi là hàng sẽ được đến tay bạn, và cái vận chuyển nó nhanh hơn rất nhiều so với những cái đơn vị vận chuyển trong nước. Thì ngoài bán hàng trên sàn đấy thì chúng ta còn có bán hàng bằng cảm xúc, bán hàng bằng live stream. Những nhà bán hàng Việt Nam cũng lên live stream, và những nhà bán hàng nước ngoài họ cũng lên live stream. Thậm chí là có những cái nhà bán hàng Trung Quốc ấy, họ ở gần biên giới, họ thuê người Việt sang bên đó để live stream bán hàng cho họ. Thậm chí là người Trung Quốc họ học tiếng Việt để họ live stream, họ bán hàng sang Việt Nam. Đấy, thì có rất là nhiều những cái sự cạnh tranh trong thời đại số hiện nay, đặc biệt là sau khi mà dịch Covid qua đi, rồi là chúng ta thuận tiện hơn trong việc mua sắm online, thì những cái cạnh tranh trong cái việc là bán hàng và thương mại dịch vụ đối với ngành kinh doanh thời trang này nó còn khốc liệt hơn nữa. Điểm qua như vậy để cho mọi người thấy là khi mà các bạn muốn nhảy vào thị trường này, các bạn sẽ phải hiểu là thị trường đang có những ai, thị trường có cần bạn nữa không, và nếu như thị trường cần bạn thì bạn có thể làm được gì để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, chứ không phải là mù quáng nhảy vào trong thị trường. Bởi vì Su đã gặp rất là nhiều bạn đó là cứ chưa nghiên cứu gì cả, cái xong là thấy cái sản phẩm này đẹp, mình mặc đồ được nhiều người khác khen, thế là ok, chắc là mình bán hàng ấy được nhiều người mua lắm đây, là các bạn sản xuất ra, cuối cùng là tồn một đống ở đấy các bạn không bán được. Đấy là cái chuyện rất là đau lòng khi mà các bạn chưa biết về thị trường này mà các bạn bắt đầu nhảy vào, các bạn làm việc một cách mù quáng. Nên Su hy vọng là sau video ngày hôm nay thì mọi người cũng có một cái nhìn tổng quan, không phải là đầy đủ hết, nhưng mà mọi người có một cái nhìn tổng quan về thị trường kinh doanh thời trang tại Việt Nam hiện nay, để suy ngẫm xem là bạn có thể làm tốt hơn gì so với những đối thủ đang có sẵn trên thị trường.
Câu chuyện về kinh doanh thời trang này chắc chắn là sẽ còn kéo dài và Su sẽ chia sẻ với mọi người những cái hạng mục khác, những cái kiến thức khác ở trong những video sau. Nếu như bạn muốn Su làm video nào trước thì mọi người có thể comment ngay bên dưới để Su có thể là có ý tưởng quay trước nha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.